Lễ Phu Lan báo hiếu là ngày nào trong năm? Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lễ Phu Lan. Tìm hiểu về ý nghĩa cũng như nguồn gốc của ngày lễ Phu Lan báo hiếu nhé. Lễ Phu Lan là ngày nào trong năm? Lễ Phu Lan báo hiếu là một trong các ngày đại lễ của Đạo Phật để tưởng nhớ, báo ân, báo hiếu cha mẹ, tổ tiên. Qua hàng ngàn năm, với ý nghĩa đầy nhân văn, lễ Phu Lan đã lan rộng ra không chỉ là ngày lễ của Phật giáo mà trở thành ngày lễ báo hiếu của tất cả người dân Việt Nam. Lễ Phu Lan được thực hiện vào ngày rằm tháng 7 hàng năm, tức là ngày 15 tháng 7 âm lịch, cũng trùng vào ngày xá tội vong nhân của phong tục Á Đông. Phu Lan là ngày để báo ân, báo hiếu cha mẹ của cả kiếp này và cả những người kiếp trước và tổ tiên nói chung. Thống kê các ngày lễ Phu Lan trong các năm gần đây. Lễ Phu Lan năm 2017 rơi vào thứ ba, ngày 5 tháng 9 dương lịch, ngày 15 tháng 7 âm lịch. Lễ Phu Lan năm 2018 rơi vào thứ bảy, ngày 25 tháng 8 dương lịch, nhằm ngày 15 tháng 7 âm lịch. Lễ Phu Lan năm 2019 rơi vào thứ năm, ngày 15 tháng 8 dương lịch, nhằm ngày 15 tháng 7 âm lịch. Lễ Phu Lan 2020 rơi vào thứ tư, ngày 2 tháng 9 dương lịch, nhằm ngày 15 tháng 7 âm lịch. Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày Phu Lan báo hiếu. Về nguồn gốc ra đời, ngày lễ Phu Lan ra đời theo sự tích Đại Đức Mục Kiền Liên, một trong hai đại đệ tử của Phật Thích Ca, với lòng đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Theo Kinh Vu Lan, Mục Kiền Liên sau khi tu luyện thành công, ông nhớ mẹ là bà Thanh Đề đã qua đời nên dùng mắt phép để tìm bà khắp thế gian. Ông thấy bà bị đày thành ngạ quỷ, tức quỷ đói, bị đói khát hành hạ vì những việc ác trong các kiếp luân hồi của bà. Đau lòng vì mẹ bị đày đọa, ông hóa phép thành thức ăn dâng lên mẹ, nhưng tất cả thức ăn đều biến thành lửa đỏ. Mục Thanh Đề cầu cứu lên Phật Tổ, Phật dạy rằng, dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách, nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng 7 là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó. Phật cũng dạy thêm rằng, chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này. Theo lời Phật dạy, Mục Thanh Đề đã cứu được mẹ mình và từ đó ngày lễ Phu Lan báo hiếu ra đời. Ý nghĩa ngày Phu Lan báo hiếu. Ngày lễ Phu Lan là dịp để những người con, người cháu trong gia đình thể hiện lòng hiếu thảo, đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ, ông bà và lòng kính nhớ tổ tiên, phát huy truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Ở Việt Nam, vào ngày lễ Phu Lan thường có nghi thức bông hồng cài áo. Nghi thức này do Thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi xướng trong cuốn sách Bông Hồng Cài Áo viết năm 1962. Những ai may mắn còn cha mẹ sẽ được cài bông hồng đỏ và một bông hồng trắng cho những ai cha mẹ đã không còn bên cạnh mình nữa mà đã đi vào cõi luân hồi. Bông hồng được xem là vua các loại hoa, là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý, ngát hương. Bông hồng cài trên ngực áo thể hiện những tình cảm tốt đẹp nhất, thiêng liêng nhất của người con dành cho cha mẹ mình. Ngày lễ Phu Lan báo hiếu còn trùng với ngày lễ xá tội vong nhân. Vào rằm tháng 7, người ta thường cúng lễ cô hồn vào buổi chiều cho các vong hồn không nơi nương tựa và các tù nhân nơi địa ngục có cơ hội được xá tội để trở lại kiếp luân hồi. Đối với một số người, để nói câu con yêu cha mẹ rất khó. Ngày lễ Phu Lan sắp đến chính là dịp để bạn thể hiện tình yêu dành cho cha mẹ, những người có tình yêu bao la, sinh thành dạy dỗ chúng ta nên người. Hãy trân trọng và thể hiện lòng hiếu thảo khi cha mẹ còn bên cạnh mình bạn nhé. Cách báo hiếu cha mẹ trong dịp lễ Phu Lan. Ngày lễ Phu Lan rằm tháng 7 âm lịch hàng năm được coi là ngày để con cái nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vào ngày này, theo Đạo Phật, những người con thường có một số hoạt động thể hiện lòng thành tâm của mình với ông bà, cha mẹ.
Hoạt động phổ biến nhất là đến chùa cầu kinh với mong muốn những người đã khuất và chúng sinh được yên nghỉ, còn những người đang sống có sức khỏe, hạnh phúc. Ngoài ra, mọi gia đình đều chuẩn bị một mâm cơm cúng để dâng lên gia tiên, cúng phóng sinh cho các linh hồn để báo hiếu và tỏ lòng thành. Ăn chay cũng là một hoạt động trong ngày lễ Phu Lan. Vào ngày này, các Phật tử thường làm lễ cúng dường, lễ cầu siêu, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích đức, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc, tăng thọ, hóa giải nghiệp chướng. Với những người còn bố mẹ, có thể dành tặng những lời chúc, những món quà ý nghĩa cho bố mẹ mình. Đặc biệt, lễ Phu Lan ở Việt Nam còn có nghi lễ cài hoa hồng lên ngực áo. Ai vẫn còn cha mẹ thì cài hoa hồng đỏ, ai đã mất mẹ cài hoa hồng trắng. Đây là một nghi lễ được thực hiện từ thập niên 60 do Thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi xướng. Không chỉ ở Việt Nam mà ở một số quốc gia châu Á cũng có ngày lễ Phu Lan. Ở Nhật Bản, lễ báo hiếu diễn ra vào tháng 8 dương lịch hàng năm. Đây là ngày để người dân Nhật Bản nhớ về những người thân đã qua đời. Qua thời gian, nó phát triển thành ngày đoàn tụ gia đình, thăm viếng, dọn dẹp phần mộ của tổ tiên. Ở Trung Quốc, lễ Phu Lan được tổ chức từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Vào ngày này, người dân Trung Quốc cũng đi thăm phần mộ của người thân, sửa sang quét dọn lại, đốt giấy tiền, vàng mã cho người đã khuất. Họ hy vọng việc làm này sẽ giúp người đã mất đỡ vất vả, thậm chí phù hộ cho người sống ăn nên làm ra, có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Mặc dù chọn ngày báo hiếu khác với Việt Nam, nhưng người Hàn Quốc cũng có nghi lễ cài hoa lên ngực áo giống như chúng ta. Chỉ có điều loại hoa được họ chọn là hoa cẩm chướng. Ở Indonesia, người dân tổ chức ném tiền giả để tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên vào ngày lễ Phu Lan hàng năm. Lễ Phật họ dâng lên người đã mất gồm cả lá mù tạc và mí đỏ. Nên làm gì để báo hiếu cha mẹ nhân ngày lễ Phu Lan? Hãy ngồi thật lâu bên mẹ mình rồi cầm tay mà nói: "Mẹ biết không, con yêu mẹ." Nếu mình thấy gượng gạo, không tự nhiên khi phải nói như vậy, thì chỉ còn nói: "Hôm nay mẹ khỏe không? Mẹ khát nước không? Con đem nước mẹ uống." Phu Lan hay còn gọi mùa báo hiếu được tổ chức từ ngày mùng 8 đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, cầu nguyện cho cha mẹ đã mất được vãng sanh cực lạc. Phu Lan còn là dịp để những người may mắn còn cha còn mẹ thực hành sống thương yêu cha mẹ mình hơn nữa. Phu Lan là đọc theo âm tiếng Pali chữ Uilampana, có nghĩa là cứu vớt những người đau khổ. Lễ Phu Lan chính thức được tổ chức vào ngày 14-15 âm lịch. Các Phật tử dâng phẩm Phật, cúng dường Tăng, nhờ thần lực bất khả tư nghị của Phật, của Pháp, của Tăng, hồi hướng công đức để cha mẹ được sống trong cực lạc. Phu Lan diễn ra vào dịp Tự Tứ, bởi vì sau 3 tháng an cư, chư Tăng thông qua tu tập giới luật, thọ trì, sám hối trước đại chúng, có đầy đủ giới pháp thanh tịnh, tạo thành uy lực, cứu độ cha mẹ chúng ta. Phu Lan, chùa nào cũng chuẩn bị bông hồng để tặng. Ngày đó vào chùa lễ Phật, nếu may mắn còn mẹ, bạn sẽ được gắn một hoa hồng lên áo. Nếu như không may, bạn không còn nữa, bạn sẽ được gắn một bông hoa trắng. Những bông hoa trắng khi cài lên ngực áo, hình như cả người tặng và người nhận đều không vui. Nét mặt của cả hai đều buồn bã. Buồn bã vì đã mồ côi mẹ. Tôi may mắn là vẫn còn mẹ, để mỗi khi đi làm về, tôi được hỏi, mẹ khỏe không? Rồi được nghe mẹ trả lời, mẹ khỏe. Đối với tôi, đó là điều may mắn và hạnh phúc. Hạnh phúc trong hiện tại mà tôi phải nâng niu và quý trọng. Nói như vậy mới biết ý nghĩa sự có mặt của cha mẹ mình trong cuộc đời. Mồ côi tội lắm ai ơi! Cái tội này khi mất cha mất mẹ mình mới thấm thía, mới thấu hiểu. Mồ côi không chỉ đói cơm khát nước mà còn đói khát tình cảm. Phía sau những bức ảnh chụp anh em tôi lúc nhỏ, mẹ thường ghi những lời kỷ niệm với mốc thời gian tính bằng tuần, bằng tháng tuổi con của mẹ. Khi có tuổi, mỗi lần rỗi rãi hoặc lễ Tết, mẹ lại nhẩm tính tuổi từng đứa một. Riêng tôi bị mẹ đếm tuổi nhiều nhất, đơn giản vì tôi chưa lập gia đình là mẹ lo lắng.
mẹ hãnh diện vì con mẹ nay đã trưởng thành. Nhưng dù có lớn khôn bao nhiêu, tôi vẫn là con khờ dại của mẹ. Tôi vẫn cần sự chở che, nương tựa vào mẹ, là nơi tôi quay về để chia sẻ những nỗi buồn tôi gặp phải. Nuôi con, mẹ không chỉ tính từng tháng, từng ngày, mà còn phải chịu bao khó khăn gian khổ. Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Tôi nhớ, hồi tôi khoảng 7-8 tuổi gì đó, thời đó kinh tế khó khăn, cả nhà chỉ có mỗi cái mền. Gọi là mền vì nó dùng để đắp, chứ thật ra nó rất mỏng. Mùa đông, cái lạnh thấu xương. Đêm lạnh, mẹ tôi nhường mền đắp cho các anh em tôi. Mẹ ôm các con mẹ vào lòng để sưởi ấm mà lưng mẹ lại lạnh cống. Cơm ăn cũng vậy. Cả nhà xoay quần bên tô cơm thật to, mẹ đút cho từng đứa một. Cứ như vậy cho đến khi hết tô cơm. Thời đó, mọi gia đình đều thiếu gạo, phải chạy ăn từng bữa. Nhiều bữa thiếu cơm, mẹ chẳng có gì trong bụng. Dẫu rằng mẹ tôi là người cần ăn nhiều nhất, vì mẹ phải ăn để lấy sức đi làm nuôi chúng tôi. Đến tuổi đi học, anh em tôi được mẹ tự tay dẫn đến trường mỗi sáng. Giờ ra chơi, những lúc rảnh rỗi, mẹ lại đứng ở ngoài cổng nhìn vào xem các con của mẹ ra sao. Cuộc sống như vậy cứ trôi đi theo năm tháng. Tuổi thơ anh em tôi hồn nhiên bởi có sự yêu thương của mẹ. Mồ côi cha lúc 7 tuổi, nhưng nhờ sự yêu thương chăm sóc của mẹ nên tôi không phải chịu cảnh lót lá mà nằm. Tình yêu thương của mẹ đối với anh em tôi là vậy. Phận làm con, tôi đã làm gì để báo hiếu khi mẹ còn sống? Trong tác phẩm Bông hồng cài áo, thầy Nhất Hạnh khuyên thực hành yêu thương với mẹ. Lời khuyên rất đơn giản, nhưng có lẽ do đơn giản nên ít ai làm. Đó là hãy ngồi thật lâu bên mẹ mình, rồi cầm tay mà nói: "Mẹ biết không, con yêu mẹ." Nếu mình thấy gượng gạo, không tự nhiên khi phải nói như vậy, thì chỉ cần nói: "Hôm nay mẹ khỏe không? Mẹ khát nước không? Con đem nước mẹ uống." Chỉ cần có vậy, mẹ mình chẳng còn rầy la, buồn phiền với mình, cho dù trước đây mình đã làm điều gì đó không phải với mẹ. Rồi hãy ngồi lặng im và nhìn thật kỹ mẹ để cảm nhận được hạnh phúc vì mẹ mình vẫn còn sống với mình. Đó là hạnh phúc trong hiện tại, hạnh phúc khi được mẹ chăm lo cho chúng ta. Khi đã làm được điều đơn giản như vậy, mình đã làm một điều gì đó vui lòng mẹ, nói cao hơn nữa là báo hiếu mẹ mình. Trong cuộc đời, phận làm con có báo hiếu cả đời, có dời sao lấp biển cũng không báo hiếu hết được công lao sinh thành của mẹ. Vì tình nghĩa ví như nước trong nguồn thì không bao giờ cạn. Vì vậy, chúng ta cứ yên tâm báo hiếu bằng những gì hiện có. Không cần phải đợi có nhiều tiền để mua sắm những vật dụng mẹ thích mới gọi là báo hiếu. Mẹ mặc áo quần đẹp của ta mua, nhưng sớm chiều không thăm viếng hỏi han thì rõ ràng mẹ vẫn chưa được hạnh phúc. Vậy, những gì chúng ta làm là ngày đêm luôn nhớ mong về mẹ. Hãy nghĩ về mẹ của chúng ta từng giây phút như mẹ đã nghĩ đến ta khi ta còn bé vậy. Có vậy thì tình thương đó mới biểu hiện thành hành động, cho dù đó là hành động đền đáp bằng vật chất hay tinh thần. Theo tinh thần nhà Phật, để cha mẹ được an vui, ngoài việc báo hiếu như trên, nhà Phật còn dạy chúng ta phải thực hiện ngũ giới. Vì có giữ ngũ giới, con người chúng ta mới có chính kiến trong suy nghĩ và hành động. Mỗi khi có chính kiến thì sẽ có cái nhìn trí tuệ, thực hành chánh đạo, làm những việc đúng, xa rời việc ác. Đó chính là ý nguyện, là lời dạy của mẹ chúng ta. Làm theo đó là báo hiếu mẹ vậy. Hướng dẫn cách chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm tháng 7 năm 2020 đầy đủ nhất. Trong dân gian có câu, Tết cả năm không bằng rằm tháng 7. Do đó, vào ngày này, việc chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm tháng 7 là điều rất quan trọng. Các gia đình thường mong muốn, từ những vật phẩm cúng lễ, cách sắp mâm cỗ cúng cho đến phan khấn cúng rằm tháng 7, sao cho đầy đủ và đúng pháp. Vậy, mâm cỗ cúng rằm tháng 7 nên chuẩn bị những gì để được nhiều lợi ích và phúc báu? Chùa Ba Vàng kính mời quý Phật tử và bạn đọc cùng tìm hiểu bài viết dưới đây. Đồ cúng rằm tháng 7 gồm những gì?
Trong kinh Tế Đàn, Đức Phật dạy, những loại tế đàn nào? Này Bà La Môn, bò bị giết, dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật khác đi đến bị giết hại. Loại tế đàn ấy, này Bà La Môn, liên hệ đến sát sinh, ta không tán thán loại tế đàn ấy. Những loại tế đàn có sát sinh như vậy, này Bà La Môn, các A-La-Hán và những ai đi trên con đường hướng đến A-La-Hán không có đi đến. Ở đây, Đức Phật khẳng định rất rõ ràng, những đàn lễ có sự sát sinh không được Ngài tán thán và các vị thánh nhân chứng minh. Trong văn kinh, Đức Phật cũng dạy cách cúng tế đúng pháp. Này Bà La Môn, tại những tế đàn nào, trong ấy không có bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gà heo bị giết, không có các loài sinh vật khác bị giết hại. Này Bà La Môn, ta tán thán loại tế đàn không có sát sinh như vậy, tức là làm bố thí, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. Những loại tế đàn không có sát sinh như vậy, này Bà La Môn, các A-La-Hán và những người đi trên con đường hướng đến A-La-Hán có đi đến. Y lời Phật dạy trong bài Kinh Tế Đàn, để đàn lễ cúng rằm tháng 7 được lợi ích cho kẻ còn người mất, thì chúng ta phải cúng tế chay tịnh trang nghiêm. Do đó, khi sắm lễ cúng rằm tháng 7, người sắm lễ nên chuẩn bị vật thực chay tịnh, không sát mạng chúng sinh để cúng, không cúng bằng giấy tiền vàng mã. Đồ lễ gồm hương, các loại hương đốt có hương thơm, hoa, các loại hoa có hương thơm, không kiêng về tên hoa và số lượng. Trà, nước trà tỏa hương của sáu vị là đắng, cay, chua, chát, mặn, ngọt, là sáu vị nuôi sống tất cả chúng sinh. Quả, số lượng tùy ý, không kiêng kỵ hai quả hay bốn quả, nên cúng quả đã chín vì có hương từ vị để phong linh thọ hưởng. Quả xanh chưa có hương thơm của vị, tránh tình trạng biến bàn thờ thành chỗ cất đồ. Thực, mâm cơm chay, nếu có xôi chè thì bày cả xôi chè để cúng. Nếu cúng cô hồn thì chuẩn bị thực, cháo, gạo, muối, bánh kẹo, bim bim, khoai, ngô, số lượng tùy ý, với chậu nước sạch. Sắp mâm cỗ cúng rằm tháng 7. Thứ nhất, mâm cỗ cúng rằm tháng 7 tại nhà. Địa điểm bày lễ tại bàn thờ. Cúng Phật, hương hoa trà quả thực, xôi chè hoặc bát cơm trắng. Nếu gia đình chưa có bàn thờ Phật, thì khi bạch cúng lễ sẽ hướng tâm tới Phật để cúng mà không sắm lễ. Cúng chư thiên thần linh, hoa quả trà quả thực, xôi chè hoặc bát cơm trắng. Cúng phong linh gia tiên, bao gồm hương, hoa, trà, quả, thực, mâm cơm chay, nếu có xôi chè thì bày cả xôi chè để cúng. Ngoài ra, nếu đủ chuyên các gia đình có thể sắm mâm cúng chúng sinh hay còn gọi là cô hồn như sau. Địa điểm, cửa nhà, hiên nhà, sân hay sân thượng. Đồ lễ bao gồm hương, hoa, trà, quả, cháo, gạo, muối, bánh kẹo, bim bim, khoai ngô, số lượng tùy ý, mâm cơm chay, chậu nước sạch. Thứ hai, mâm cỗ cúng rằm tháng 7 tại mộ. Mâm cúng tại mộ được sắm thành hai lễ, một lễ cúng thần linh, một lễ cúng vong linh của gia đình và thí thực cô hồn cùng một lễ. Sắm lễ cúng thần linh bao gồm nến, hoa, quả, xôi, nước, số lượng tùy duyên. Sắm lễ cúng vong linh của gia đình và thí thực cô hồn bao gồm nến, hoa, quả, xôi, nước, bánh kẹo, khoai ngô, số lượng tùy duyên. Hy vọng qua bài viết trên, quý Phật tử sẽ hiểu rõ hơn về cách chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm tháng 7 đơn giản nhưng vẫn trọn vẹn nghĩa tình, mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân và gia đình.